nhìn thấy em ơi, giờ này vợ con ở nhà đang chờ me chim, bây giờ còn ở đây tại vì hôm nay là mình mở cái nhà này, mình ở xong hết rồi anh em, mình ở lại chính thức luôn. Nhìn về đã quá anh em ơi, anh em thấy không? Ừ. Quá trời mê. Ồ. Nó về bù loa đá loa. Wow. Anh Chính ơi, nó về nhiều quá vậy. Rồi. Rồi. Vô bên này mày. Đã quá anh Chính ơi. Yến bên này mới qua nhiều. Yến bên này qua nhiều. Đã quá. Bên này anh, bên này nó qua nhiều rồi. Nè, vô luôn. Nè, mình gái rồi, vô rồi. Cái đường trong cố mấy anh kia nó bông nó bị ấy. Mát thì à. Này mua năm quên á, năm quên là im nhất hả? Nói chung mà ngoài trời mà mình không biết được nó hư nào thế đó anh. Ừ. Dạ, anh chơi rồi. Không, sao cái lỗ mới không? Ừ. Sao lỗ mới quá thì em này rồi. Ở vô. Ở thì chạy đi dễ luôn.